tăng toàn phần tiếp theo một số các trường hợp khác, đó là số trường hợp thứ ba là trường hợp khác. Khi ta thay từ nào thì nghĩa là từ đó, nhưng mà về đối với phương pháp thì ta thấy nó đều
owner, son, many, hoặc là must learn. Cái từ many là nhiều con số. Must. Sau đó thì tiếp với chân trắng có nghĩa là phải là so với thứ ba, so hoặc là danh từ gì vậy mà nó vào cái từ đó. Sau đó là the which. Đây mà thầy người ta dùng cái từ which. Ta có ví dụ như sau. The have been hit. Saw what I had.
Who
kỳ hoặc bất cứ điều gì, hoặc là ai người nào có thể từ ai người nào, bất kỳ ai bất cứ ai bất cứ người nào. Ví dụ như là vua em của Nia Bitcoin. Whenever she comes.
phải.